Hello, chào cả mọi người quay lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là gấp một con lợn nhá. Để gấp một con lợn này mình sử dụng là tông màu cam nhá. Lợn. Và dụng cụ làm việc của mình ngày hôm nay là có một thước, một chiếc bút, một phổ và một chiếc kéo nhá. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Để làm được nó thì bước đầu tiên ta phải cái kích thước phổ. Kéo đều thưa đấy. Rồi tiếp theo đo chiều ngang của nó 19 cm. Xe này gấp tiếp bộ này vào này. Dạ. Dừng kiểm đường này nhé. Bên này mình làm như vậy. Xong gấp nó vào như này. Đầu kia mình gấp tương tự luôn. Mở ra này. Gấp tiếp là như này này. Mở ra tiếp. Xong rồi chúng xúc kể nó nhé. Cắt nó ấy. Cái này mình làm tương tự nhưng mình để bé hơn 85 cm. Kéo cắt vào những con cừu của nó đi nhé. Đó, mình bật đồ nó lại. Xong rồi tiếp vào này, gấp tiếp đôi vào này.
Rồi mình dùng kéo cắt đi những vừa của nó nhé. Dùng cái na hồ này này mình dán nó. Tiếp theo là mình gập nó vào như này. Đấy. Ok rồi này, cái này mình làm tương tự nhé. Đi nhẹ. Từ từ. Lượng 4 cm này, để cái này 4 cm nữa nhé. Ê. Đọc quá. Gấp tiếp vào này vào này. Cái này mình để là 4 cm mà khả năng để bé hơn là 3,4 cm. Bé hơn tí thôi, mà cắt được. Tiếp này. Mở ra tiếp rồi nữa nha. Rồi, cái này mình làm tương tự luôn. Kéo cắt đi những mần ấy của nó nhé, những cua của nó. Này mình làm tương tự nhé. Ừ.
Cắt mũi chú lợn và mắt nó. Mắt này. Mồm này, đây là mũi của nó. Thế là mình cắt mắt cho nó. Nó này mồm mình sẽ cắt giống như chú U nhá, chú V đấy. Rồi sau đó mình quất keo lên cái đầu con lợn. Mình gắn mồm trước, sau đó đến hai cái mắt. Theo mình làm châm cho nó. Cho mình sẽ cắt hai cái này. Một tí đuôi, đuôi của một cam nhé. Cho mình cắt từng ở đây. Đấy, đại kinh rồi đấy, đại cái đại kinh là đấy nghe kinh. Nhiều bo mày. Biết mẹ đại kinh nó sợ thật. Anh chưa bay nhỉ? Như con của Vang Tiên. Tớ lim nó to này thế anh. Kinh. Hoài này kinh khủng. Đấy, chân này. Nó cái chân này nhá. Chân này chân thứ 3. Mình đã xem video. Tớ tin nhìn phố anh. Nghe sướng. Chân vào đây, bốn chân. Một cái chân này. Hai cái chân. Ba cái chân. Bốn cái chân. Rồi mình làm đuôi cho nó nhé. Đuôi là một cam. Đuôi này xoắn lại. Khéo tay phết đấy. Như vậy là mình đã hoàn thành xong chú lợn rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một share, một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn chương trình lần sau.